Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của em Quang. Và em Quang lại tiếp tục mang tới cho quý anh chị một siêu phẩm đến từ nhà Honda quý anh chị. Honda CR-V phiên bản L-Sensin ha. Sản xuất 2022 và odo chỉ mới có 38.000 cây thôi. Và hiện tại em xe đang được em Quang chào bán với mức giá chỉ hơn 900 thôi quý anh chị ạ. Và mức giá bao nhiêu thì chúng ta sẽ bật mí vào quý anh chị ha. Và em Quang mời quý anh chị cùng theo chân Quang để xem chi tiết em xe này nha. Kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ, an lành bên gia đình và thật sự sức khỏe ha. Và bây giờ chúng ta cùng đi xem xe thôi. Let's go. Đây quý anh chị ơi, Honda CR-V phiên bản L Sensin Việt Nam, odo 38.000 quý anh chị. Sản xuất 2022 và đang được em Quang chào bán với mức giá là 925 triệu cho em xe này. Và cũng như là sẽ có hỗ trợ băng cho quý anh chị lên tới 70% trong 5 năm. Ưu đãi lãi suất năm đầu hiện tại là đang giảm xuống chỉ còn có đâu đó là khoảng 8.5% trong 1 năm thôi. Và quý anh chị hãy cam kết một điều là không bị nợ xấu nha. Đấy. Thì cái em Honda CR-V này đó, đây là một trong những em xe mà phải nói thật là được rất là nhiều anh em mua bán xe sử dụng cũng như là nhiều khách hàng người ta rất là thích. Cái thứ nhất là 7 chỗ rộng rãi, nếu mà để so mà một em SUV 5+2 to bự mà so sánh với lại Ford Everest, Fortuner đồ đi thì em xe này là có cái phần ghế sau cùng ngồi khá là rộng. Em này thì phần ghế sau cùng khuyến khích dành cho những anh chị em cao 1m75, 1m7 đi, 1m7 đổ về ngồi sẽ rất là hợp lý nha quý anh chị. Rất là ok. Và cái phần cabin bên trong, cái độ dài của xe cũng khá là ok quý anh chị ạ. Và cái thứ hai đó chính là cái mức độ tiêu hao nhiên liệu em xe này cũng khá là khủng khiếp. Em này tuy là một em SUV to bự nhưng mà mức độ tiêu hao nhiên liệu em này chỉ có tầm khoảng nào đó 6.9 lít cho 100 cây đường hỗn hợp thôi. Lý do tại sao lại tiết kiệm như vậy quý anh chị? Bởi vì xe được sở hữu máy xăng 1.5 turbo, mà chưa kể có luôn cả EVTEC, một trong những cái công nghệ khá là khủng khiếp của nhà Honda. Đi cực kỳ tiết kiệm nha quý anh chị. Đi cực kỳ tiết kiệm, nó là một trong những cái dạng gọi là van biến thiên quý anh chị ạ. Rất là khủng khiếp luôn, nó có bao nhiêu vòng tua đấy. Van biến thiên nó rất là ghê gớm nha. Đấy. Rồi, thì để cho quý anh chị không mất thời gian nữa thì Quang sẽ đi chi tiết về em xe này ha. Đầu tiên quý anh chị nhìn thấy đây, cái phần mặt ga lăng khá là đẹp ha. Xe thì nói chung sơn si là quý anh chị nhìn sẽ thấy rất là liền lạc nè. Có mỗi chặng trước thì có sơn dặm nhiều nè. Còn lại xung quanh sơn si thì sơn zin nhiều. Sơn dặm có nhẹ một vài chỗ cỡ móng tay đồ này nọ, cỡ 2-3 phân thôi, cũng không có nhiều đâu quý anh chị ạ. Đấy, thì xe có sao nói vậy ha. Nhưng mà hầu như em xe này Quang nhớ không lầm là sơn zin hết cả xe, chỉ mỗi chặng trước là có sơn dặm thôi. Em Quang nhớ mang máng là như vậy ha. Còn nếu mà quý anh chị mua xe về mà có đâu đó một cái vài chỗ nhỏ nhỏ thì quý chị thông cảm cho em Quang nha. Quan trọng là em Quang sẽ không cam kết sơn, mà em Quang cam kết ở đây là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước, không thủy kích, động cơ hộp số nguyên zin. Và đặc biệt là cam kết cho quý anh chị odo chuẩn em xe này luôn. Đấy, có bảo hành cho quý anh chị nha, đầy đủ hết nha. Rồi, bản này là bản L nên là chúng ta sẽ có cả Sensin, một cái bộ radar nằm ở đây. Đấy, có camera 360, xe này zin là không có và đã được chủ người ta lên camera 360 nha quý anh chị. À, quý anh chị thấy chưa, khủng khiếp chưa, quá đẹp luôn. Đấy, rồi, về cái cản trước thì có sơn dặm nhiều nha, có sao nói vậy thôi. Rồi, ở đây, tiếp theo chính là cái phần mâm. Mâm là mâm phay. Đấy, lớp Michelin là chúng ta sẽ đi hết 4 cái lớp cho quý anh chị xem. 4 lớp là 4 lớp 22 hết nha quý anh chị ha. À, rất là đẹp. Xe sơn si đồ đồng màu, bao đẹp cho quý anh chị. Đấy, có dán phim cách nhiệt ha. Và đặc biệt gương gặp chỉnh điện tích hợp xi-an báo rẽ nè. Có camera 360 chủ người ta lên thêm ha. Zin là theo như Quang nhớ không lầm là không có nha quý anh chị. Đấy. Rồi, chúng ta lại tiếp tục đi ra đây. Tay nắm cửa thì có một cái phần cảm ứng mở khóa cửa nè. Rồi, ở đây thì mâm sau lớp Michelin đây còn khá là đẹp, khá là ok. Đây, mở đèn cho quý anh chị xem. Đó, quý anh chị thấy chưa? Ok chưa? Đấy, lớp lý đồ còn rất là sâu ha. Mức độ tiêu hao nhiên liệu đây, nãy Quang có nói nhầm 6.9 nhưng mà cũng không đáng kể, 7 lít cho 100 cây. Đó. Ba đợt sóc sau liền lạc, nào quyến cản sau là zin hết nè. Đây quý anh chị nhìn nè, màu sơn đồng màu hết nha quý anh chị. Xe thì em Quang sẽ cam kết nè, không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước ha. Sơn si thì không cam kết nhưng mà ở đây quý chị có nhìn thấy sơn si liền lạc đồng màu. Nói chung là nếu có sơn dặm thì bên em Quang thợ người ta cũng làm nghề lâu năm nên là khi mà người ta lên màu sơn nhìn cũng khá là đều màu, cũng không đến nổi. Cái cản trước hồi nãy quý chị nhìn thấy cản trước ha, khá là đẹp nha. Còn đây là quyến cản sau, quý chị nhìn là zin nè, nó khá rất là đẹp nha. Rồi, có cảm biến lùi, có cam lùi nha. Đây, VTEC đây, VTEC Turbo quý anh chị. Một trong những cái công nghệ khá là khủng khiếp của nhà Honda. Đó. Rồi, đây là cái phần ghế đằng sau. Đó, quý anh chị nhìn thấy ha. Rộng rãi nè. Đó, rất là ok, hiện tại ghế này đang bị kéo lùi lại.
gặp ghế mình có thể gặp bằng ha, gặp bằng để một tấm nệm lên đi picnic cắm trại rồi rất là ok nha. Đồn bánh sô cô thì nằm ở bên dưới đây. Bánh sô cô đây. Bánh sô cô là chưa hạ luôn nha quý anh chị. Đấy còn đường chỉ ha. Đồn đầy đủ nè. Đây, một trong những cái lớp mà giúp cho MC này cách âm rất là khủng khiếp, rất là ok. Nếu như mà cùng phân khúc thì ông phải nói thật là CRV cách âm rất là ngon. Ấy không có giống như đàn em Honda Civic hay những cái dòng thấp hơn đi cách âm nó hơi ồn, nhưng mà riêng em này cách âm rất là ngon nha. Rồi quý anh chị nhìn đây, ba đợt sóc liền lại hết nè. Đấy mâm này đó, lớp Michelin nè. Đấy lớp liếc đồ rất là đẹp quý anh chị, lớp cực đẹp luôn. Odo 38.000, cái lớp này quý anh chị còn phải đi được khoảng đâu đó là 30.000 cây nữa mình mới thay lớp. Đây lớp trước đây, hai lớp trước là như nhau đó, quá đẹp ha quý anh chị, quá đẹp, quá ok luôn. Rồi em xe này thì về mục đăng kiểm của xe là tới tháng 7/2025, phí bảo trì đường bộ cũng tới tháng 7/2025 nha. À, quý anh chị mua cái này về thì quý anh chị sẽ tiết kiệm được cái phí đăng kiểm và cũng như là phí bảo trì đường bộ, tới sang năm mình mới đi đăng ký lại ha. Ngoài ra xe thì có cả một cái cửa sổ trời panorama toàn cảnh khá là to bự đây. Rồi bây giờ ngoài sẽ cho quý anh chị vào bên trong khoang nội thất để xem. Đây là nội thất xe. Đấy. Đẹp chưa quý anh chị? Đây nội thất xe đây. Khá là ok. Đó, ghế đằng sau, ghế này ghế chủ tịch ha. Bên lên đây thì là những cái ghế ít ngồi. Cái xe này thì theo như quan nhớ không lầm là được sở hữu đâu đó là khoảng 8 túi khí thì phải, hình như 8 túi khí sao á. Đây có cả cửa gió đằng sau, cổng sạc nè, sàn nhựa nè. Đấy. Ở đây thì là cái số khung. Số khung nó sẽ nằm ở đây. Đấy, ghế đây. Ghế này là hình như là nó còn kéo tới kéo lui được quý anh chị, mình nắm cái này mình kéo tới kéo lui được nè. Em quan nhớ may mắn là kéo tới kéo lui được nha. Đấy. À 10 túi khí luôn ở đằng sau, cái hàng ghế sau cùng có hai cái túi khí nữa nè. 1 nè, 2 nè. Ghế là 3 nè, 4 nè, 5 nè. Đó 5 cái một bên ha, tổng cộng là xe có 10 cái túi khí nha. Cửa sổ trời panorama toàn cảnh đây. CR-V này thì cũng rất là ngon. Nói chung là nếu như mà tầm 900 triệu thì đây cũng là một trong những sự lựa chọn mà cũng em Quang cũng sẽ đặt vào trong những cái tiêu chí mà để cho em Quang lựa chọn nha. Lựa chọn nếu như mà đưa ra nhiều thì đưa ra nhiều cái sự lựa chọn thì đây cũng là một trong những xe để Quang lựa chọn. Đấy. Ghế đây. Ghế bên phụ thì là ghế cơ. Đấy quý vị nhìn thấy ghế cơ ha. Đấy nhưng mà còn rất là đẹp. Đây túi khí đây. 10 túi khí cho một em xe khá là cũng to bự SUV. Đi rất là ngon. Có sạc pin không dây nè. Rồi bây giờ Quang sẽ di chuyển qua bên ghế tài để đề máy cho quý anh chị xem ha. Xe dán phim 3M nha quý anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển qua bên đây, đề máy lên cho quý anh chị xem. Xe thì máy móc đồ này nọ bao hết cho quý anh chị ha. Đây. Có kính bên tài nâng hạ ô tô nè, tắp bi cửa khá là đẹp nè. Vị trí ghế tài đây, ghế chỉnh điện có bơm lưng nha. Ghế đây quý anh chị. Nhăn nhẹ một chỗ này thôi. Đó, quý anh chị nhìn cái đường ghế, những cái đường nè. Rồi bây giờ Quang sẽ vào bên trong và đề máy cho quý anh chị xem. Xe của chúng ta thì có những cái tính năng sensing của nhà và Honda đây. Cảnh báo va chạm nè, rồi cảnh báo lịch làng nè. Đấy, ở trên vô lăng thì cũng như vậy, có luôn cả giữ khoảng cách với xe đằng trước ha, và có luôn cả giữ làn đường luôn. Đấy, rồi lấy số trên vô lăng, ô tô đèn, ô tô gạt mưa ha. Rồi bây giờ mai sẽ đề máy cho quý anh chị xem luôn. Đây. Vô lăng em này khá là đẹp nha quý anh chị. Vô lăng em này quý anh chị nhìn nè. Gai góc sừng sùi nè, rất là đẹp ha. Odo 38.000 nha quý anh chị ha. Một cái màn hình to, bự, camera 360. Chủ người ta lên thêm ha, chứ riêng là không có cái camera này nha quý anh chị. Ai quan nhớ sensing thì nó chỉ có một cái camera cặp lề bên kia thôi. Đấy. Rất là sắc nét ha, bánh vô lăng nó có điều hướng luôn nè. À quý anh chị thấy chưa? Đấy. Và hình như cái màn hình này cũng là màn hình lên, màn hình Bravigo. Màn hình này cũng là màn hình lên ha. Xin của em này màn hình nó nhỏ hơn em này xíu quý anh chị ạ. À. Nhỏ, có YouTube nè, có Google nè. Cái này thì nó hơi thiên về sử dụng hàng ngày thì quý anh chị mua về quý anh chị nghiên cứu thêm giúp em Quang nha. Em Quang thì cũng không có chuyên lắm nên là quý anh chị thông cảm. Rồi, xuống dưới đây chúng ta sẽ có một cái cần số. Đây một cái cần số ha. Em Quang xin phép mở cái đèn xíu đi, mở đèn xíu cho nó sáng quý anh chị. Rồi đây em Quang cho quý anh chị xem cần số nè. Gai góc sừng sùi nè, phanh tay điện tử nè, auto horn nè, có D, có S nè, hỗ trợ khởi hành ngang dốc có luôn nè, có icon,
Đó, tiết kiệm nhiên liệu ha, sạc pin không dây đây. Đấy. Xe thì đầy đủ hai chìa khóa nha quý anh chị, xe đầy đủ hai chìa khóa nè. Ở đây thì có một cái cổng sạc USB nữa, à, xin anh chị một cái tẩu sạc nữa nè. Đấy. Một cái bệ thì tay và mình có thể kéo này lên xuống được nè. Hoặc là mình cũng có thể gỡ cái này ra, em quan nhớ không làm là gỡ ra được đó. Quý chị thấy chưa, rất là xịn sò ha. Mình chỉ cần mình đặt vào là xong. Là mình kéo tới kéo lui. Rồi, đơn giản là như vậy thôi. Đó, ghế bên phụ đây, quý anh chị nhìn ghế bên phụ nè, khá là đẹp ha. Rồi thì đây cho quý anh chị xem lại 10 túi khí ha. Đó, xe của chúng ta 10 túi khí nè. Rồi cửa sổ trời panorama cũng đã được dán phim 3M nè. Đó, khá là ok. Xe này thì em quay cũng đã ngồi thử ở ngoài nắng rồi, phim này hình như khả năng là phim xịn bởi vì khi mà mình ngồi bên trong nó khá là mát quý anh chị. Khá là ok nha. Đó, ở đây thì cũng có một cái loa, loa em này nghe cũng khá là hay. Nói chung là để mà nói loa nghe hay, loa hãng thì nó cũng không hãng lắm đâu, nhưng mà để mà nói mà loa nghe thì cũng tạm được quý anh chị ạ. À. Đây quý anh chị nhìn nè. Rất là ngon ha. À, báo đầy đủ hết luôn, 38.000 cây. Rồi, ok, chắc là bây giờ em sẽ cho quý anh chị xem thử khoang máy nha, xem thử khoang máy xe này. Đây, đèn đuốc đồ rất là đẹp nha, đèn full LED nha quý anh chị. Đấy. Xe thì có cảm biến sau, không có cảm biến trước nha, nhưng mà có radar ở phía trước. Rồi, bây giờ cho quý anh chị xem. Mở khoang máy lên. Đây quý anh chị ơi, máy móc đây. Earth Dream. Đó, technology VTEC Turbo của nhà Honda. Đó, máy thì là máy 1.5 nhưng mà nhìn cũng khá là bề thế, to và bự nha. Xe thì cũng đã được em Quang tặng cho quý anh chị gói detailing spa 4 món nội thất, ngoại thất, gầm máy. Quý anh chị mua về chỉ cần đổi nhiên liệu và là chạy thôi. Xe thì cũng có cả dán tem bảo hành bên em Quang nè. Đó, quý anh chị thấy chưa? Rất là đẹp ha. Rất là ok. Thì cái xe này em Quang xin nhắc lại đi. Honda CRV phiên bản L Sensin. Đó, ô tô 38.000 và hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 925 triệu cho em xe này. Đó, rất là đẹp nha, màu trắng. Ô tô 38.000 sơn si đồ này nọ liền lạc hết nha, có mỏi cản trước là theo như Quang nhớ không làm là bên em Quang chỉ dặm mỏi cản trước thôi. Còn lại sơn si đồ là đồng màu hết luôn. Cực đẹp, em này cực đẹp nha. Em Quang tặng cho quý anh chị gói detailing spa 4 món nha, nội thất, ngoại thất, gầm máy, mua về đổi nhiên liệu là chạy nha. Có tặng nhớt cho quý anh chị luôn nha. Và em xe này nếu quý anh chị có quan tâm lên xem xe, Quang sẽ còn ra lọc may mắn cho quý anh chị ha. Ok quý anh chị ơi, thì thời lượng video cũng đã hơi dài rồi, Quang cũng xin kết thúc video tại đây đi. Thì nếu quý chị có quan tâm cái xe này thì hãy nhấc máy liên hệ ngay cho em Quang nha. Thì em Quang sẽ nhắc lại, Honda CRV phiên bản L Sensin Việt Nam sản xuất 2022, ô tô 38.000 và hiện tại đang được Quang chào bán với mức giá là 925 triệu. Quý anh chị chỉ cần đưa trước cho em Quang khoảng đâu đó là tầm khoảng 380-400 triệu thôi là có thể mang được em xe này về với gia đình của mình nha. Thì ban đầu em cũng đã bật bí cho quý anh chị rồi, em Quang hỗ trợ băng cho quý anh chị lên tới 70% trong 5 năm và cam kết với em đều là không bị nợ xấu nha. Rồi thì cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi hết cái video này. Nếu quý chị thấy video này hãy cho em xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của em Quang nha. Kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ, an lành bên gia đình và thân thiện sức khỏe ha. Hẹn gặp lại quý chị video tiếp theo. Bye bye.